tình cảm, trách nhiệm đối với quê hương. Và có lẽ tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm đối với gia đình và chính mình. Cho nên một cái hồi Đông Hương Thanh Chương chúng ta, tôi thấy là chúng ta ra mắt một cách bài bản quý củ, có muộn hơn về mặt thời gian so với các quyền bản, nhưng mà chúng ta lại làm rất căn cơ bài bản và có dấu ấn và có sức lan tỏa rất lớn, và được nhiều hồi Đông Hương khác đến thời điểm này là nể phục. Này, thì tôi nghĩ đấy là một cái thành tựu chính tâm thể của tất cả mọi người đấy góp sức. Và vì tình yêu quê hương và trách nhiệm với quê, với chính chúng ta nó rất lớn. Hôm nay vào đấy thì có thời gian hơn thì tôi xin được một đó là thay mặt cho nhân dân huyện nhà, cho lãnh đạo huyện, lời đầu tiên tôi muốn nói đó là trân trọng cảm ơn con em xa quê, đặc biệt hôm nay đó là những người con của quê hương đang công tác làm việc tại khu vực phía Nam. Trong suốt thời gian qua, có thể nói là trong suốt dòng chảy của lịch sử, từ khi có mảnh đất quê hương Thanh Chương chúng ta đến nay, Thanh Chương đình danh đến bản đồ đến nay, thì tình cảm quê hương luôn luôn được mọi người phát huy và giúp đỡ. Và giúp đỡ lớn nhất của con em đó là khi đóng góp trí tuệ, nguồn lực. Và có lẽ những người xa quê thì luôn luôn chúng ta biết là luôn luôn hướng về quê. Trong nội bộ bán chấp hành của ta không vậy? Để nói như không, để nói là ở đâu, là nói như thế, nói tập trung, dân chủ nhưng mình tập trung. Mà một dân chủ tập trung là đôi khi mình có những tiếng nói có sức ảnh hưởng và có được mọi người tôn trọng tí nữa. Còn anh Ngô cũng là cùng một anh một nẻo, anh một cái tối của mình cả thì rất khó. Cho nên khi tham gia hội Đông Hương hay câu lạc bộ doanh nghiệp sắp doanh nhân sắp tới Tá Lộc, thì chúng ta phải để ngoài cái tối ra thì chúng ta đều tìm đến cái chúng ta. Cái chúng ta đó là vì cái chúng. Vì chúng. Đây, tôi nói về cái kinh tế một chút, văn hóa một chút, quốc phòng anh nên xây đảng xây nền tình, tôi nói để như vậy. Là sẽ thấy mà trong cái thì bán liên lạc này là nói lên chủ đề nha. Vững bền.